ơi, anh hãy thử làm thử thách 24 giờ làm con gái cho anh chị Sam đi anh. Trời ơi, năm nay là năm 2024 rồi em ơi, ai mà còn giả gái để cho anh bạn bè nữa. Trời ơi là trời. Ê mà khoan từ, nếu như Phong Cận là con gái thì sẽ như thế nào ta? Trời ơi, gớm quá gớm quá. Đó, anh em thấy nó ghê chưa? Tôi mà biến thành con gái là nhìn tôi sẽ như vậy đó. Ừ, bạn nào đang vừa ăn cơm vừa coi tôi thì chắc là ối hết luôn cơ. Tôi sẽ giả làm con gái ở trong Play Together bạn ạ. À, tại vì một tí nữa Sammy sẽ vào trong Play Together để quay clip trang trí nhà. Tôi sẽ tranh thủ lúc đó tôi vô để tôi cho anh Sam luôn nha. Và để Sammy không nhận ra tôi là Phong Cận thì tôi đã có một cái phần mềm chỉnh giọng. Cái phần mềm này phải nói là chỉnh giọng của tôi thành một cái bạn nữ lạ luôn á bạn. Không thể nào nhận ra là Phong Cận luôn á. Để coi ngày hôm nay Sammy có nhận ra màn tròn của tôi không nha. Let's go. Bắt đầu thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Vẫn lại là mình Phong Cận TV đây. Trời ơi, tôi tự mắc ối chính giọng nói của tôi luôn á trời. Hồi nãy ở đầu video có bạn nào thấy giọng nói của tôi hơi lạ các bạn? Đó chính là giọng của Phong Cận nhưng mà phiên bản nữ á bạn. Nghe nó hơi mắc ối. Tôi thề luôn á, bây giờ mà cái giọng nói của tôi nha mà biến thành giọng nữ như hồi nãy á, chắc là tôi sẽ cả ngày luôn á, tại vì nghe cái giọng của tôi thấy ghê quá các bạn ạ. Đấy, đó, đó chính là phần mềm chỉnh giọng mà tôi sẽ sử dụng để tôi cho Sammy trong ngày hôm nay đó các bạn ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm đến cái bước tiếp theo, đó chính là phải tìm cho chúng ta một bộ skin của một bạn nữ đó phải thật là xinh. Đó, xịn thật là xịn luôn. Ok, còn bây giờ thì đến thời gian tiêu tiền rồi, let's go. Rồi, để tôi xem coi hiện tại nha, là tôi thấy ở đây là nó có những cái phần như là sự kiện nè, để coi trong sự kiện nó có skin gì đẹp nha các bạn. Cái này cũng là con gái nè nhưng mà nhìn nó không dễ thương lắm mấy bạn ạ. À, nó là Hello Kitty rồi kiểu nè, tôi không thích bộ này á. Thôi cái này nhìn không đẹp mấy bạn ạ. À, để coi có cái gì khác không. Cửa hàng nè, để coi cửa hàng coi có sự kiện gì. Ồ, đây 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 đây, hoa liên kiều nhỏ xinh là gì, gói hoa liên kiều nhỏ xinh. Sao cái tên nghe nó Trung Quốc như vậy, hoa liên kiều đó. À, bạn nữ mặc đồ vàng cái này nhìn nó cũng bình thường quá, nó chưa đẹp mấy bạn ạ. À, nó chưa được đẹp. Pháp sư nhát gan hả? Pháp sư nhát gan. Ồ, skin này thì cũng đẹp đó nhưng mà hình như là mình thấy nhân vật này hơi giống nam mấy bạn ạ. À, vẫn chưa ra được cái nét nào đó bánh bèo lắm. À, hầu gái hả? Ừ, hầu gái có vẻ là giống nữ hơn nè. Tôi thấy là có bộ đồ hầu gái này là đẹp nè bạn. Tính ra là cái tóc này có cái tai mèo đồ kiểu nhìn cũng đẹp lắm luôn nha. Hay là lấy cái này ta. Thôi từ từ, tôi sẽ đi lựa thêm xíu đi. Nếu như mà không thấy bộ nào đẹp hơn thì tôi sẽ lấy bộ này nha anh em. Ok. Ui, ở bên dưới này tôi thấy nó có bán thêm cả xe mui trần cinnamon luôn nữa bạn. Ui, ui cái xe này đẹp nha. Hay là một tí nữa mình mua cái xe này để mình chạy đi cho nó ngầu nhờ. Ừ, Sammy mà thấy tôi mua cái xe này, Sammy sẽ kiểu ủa ông Phong đâu bao giờ đi mấy cái xe dễ thương này đâu. Chắc chắn là chỉ có con gái mới mua xe này thôi. Là bả sẽ tin hơn. Được, tôi sẽ mua cái xe này luôn. Giao dịch thành công rồi, một chiếc xe mui trần cinnamon đã thuộc về mình anh em ạ. À, đây xe đây rồi, cái này mới quan trọng nè. Đây xe VIP luôn nha anh em. Ở bên đây thì mình còn có thấy thêm cái phần là trang phục cinnamon nè. Ồ, này nhìn cũng đẹp nha nhưng mà hình như là cái bộ này nhìn nó khá là giống Simmy các bạn ạ. À, ừ nhìn nó khá là giống Simmy, tôi nghĩ là Sammy sẽ nghi ngờ cho nên thôi tôi sẽ không lấy bộ này đâu. Bộ này là gì đây? Bộ này nhìn bánh bèo dễ thương quá nè các bạn, có cái nơ nữa nè. Ui đáng yêu thật sự luôn á nha. Thử xem bộ này với lại bộ hầu gái hồi nãy coi bộ nào ok hơn. Bên đây chúng ta sẽ còn có thêm cả skin này nữa nhưng mà skin này là phải bốc thăm mà, hay là mình cũng thử bốc thăm cái ta. Mình thấy có cái tóc này đẹp nè, được mình sẽ thử bốc thăm đây. 200 kim cương à, quá rẻ. Để xem coi ra được cái gì hôm nay. À, cái món đầu tiên, cái món đầu tiên tủ kê may cõi mộng. Cái tủ hả? Sao lại nhận cái tủ? Ừ đây rồi, cái gì đây, cái gì đây, cái gì cù nhồi bông. Trời ơi, tôi đâu cần mấy con thú nhồi bông này làm gì. Còn cái này là, cái này chắc là cái giá treo quần áo hả? À, đồ chơi, à cái giá treo đồ chơi. Ui, trúng ba cái luôn. Đây rồi, đây rồi. Nhân vật chính đây rồi, nhân vật chính đây rồi. Đây, đây, cái tóc này, cái tóc này. Đây, trúng gì nữa đây, cái gì đây? À, cái dòng chân, cái dòng chân. À, ui, trúng thêm gì đây? Sao tan đâu xịn vậy? Tủ quần áo. Được được được, nói chung là trúng được cái tóc là tôi thích đây nè. Rồi trúng được cái tóc rồi nha anh em nha. Từ nãy giờ nhìn qua nhìn lại á thì mình thấy rằng là cái bộ hầu gái chiến binh này nó cũng đẹp đấy nhưng mà nhìn nó chưa được nữ tính cho lắm, cho nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ lấy cái bộ Hello Kitty bên dưới này, nó khá là dễ thương. Được á, tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái này nha. Ok mua nè. Rồi 129.000 hả? Quá rẻ, mua luôn. Để cho anh được Sammy là tôi bất chấp mấy bạn ạ. Rồi giao dịch thành công. Ok đây, nhận gói sản phẩm đó chính là một cái ủa
sao có mỗi cái băng đô vậy? À đây đây đây, bộ quần áo đây. Tôi chờ bộ quần áo. Đây, đôi giày. Rồi ok, để tôi mặc thử bộ skin cho anh em xem thử nha. Đây trang trí nè. À, bây giờ mình sẽ chọn nữ thì chắc phải cho cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh thế này thôi. Đeo cái tóc này vô để mình đổi cái biểu cảm khác đi. Đừng có lấy gương mặt chúa hề nữa. Da hả? Da phải chỉnh da màu trắng nha. Đó, trắng trắng như này luôn cho nó dễ thương. Đó, quần áo nè, đây, áo mới. Cái này lên. Ui nhìn dễ thương thế nha. Rồi đôi giày, đôi giày, đôi giày, đôi giày. Đây, đây. Ồ. Dễ thương nha, dễ thương nha anh em nha. Nhìn nè, nhìn hơi bị dễ thương luôn á anh em. Trời, đây đây đây. Ở trong cái sàn nhà của mình nó hơi tối nên mình đi ra ngoài đây cho anh em thấy nó sáng hơn, đẹp hơn nè. Ồ. Ôi tính ra nhìn dễ thương thực sự luôn các bạn. Tôi là cái tay nghề lựa skin của tôi cũng lên tay phết. Khoan đã anh em ạ. Tôi vừa mới nghĩ ra một cái này khá là hợp lý nè các bạn. Đó chính là bình thường đó nha, mà tôi chơi mà cái nick này á là sẽ có một cái con mèo đi theo tôi, chính là bé Bông á bạn. À, mà ngày hôm nay là tôi để bé Bông trong nhà rồi đó. Thì tôi nghĩ rằng là đã là một bạn nữ dễ thương thì tất nhiên mình phải mua thêm một cái con thú cưng dễ thương nữa để nhìn cho nó hợp lý hơn. Nhìn cho nó thật các bạn hiểu không? Đấy, mình sẽ vô trong phần cửa hàng nè. Hồi nãy là tôi thấy trong phần cửa hàng nó có cái trứng của mấy con chó này nè. Đấy, hy vọng là tôi sẽ trúng được cái con chó màu hồng đằng sau này, nhìn nó khá là dễ thương. Ok, 150 hả? Mua thôi. Rồi, giao dịch thành công. À, cái quả trứng này là nó nở liền không ta, hay là mình phải ấp trứng này nó mới nở? Ta lâu quá không chơi quên mất tiêu rồi. Nở liền luôn hả? Ủa không, ra cái trứng chưa nở. Từ từ từ, làm cách nào cho trứng nở? Ta lâu quá không chơi quên mất tiêu rồi. Hình như là mình phải có cái chỗ để cho để quả trứng lên đúng không? Ok, tôi vô nhà tôi kiếm thử coi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là bé Bông của tôi nè. Đấy, bây giờ tôi sẽ để quả trứng này vô, rồi tôi ấp cho quả trứng nha. Mà cái quả trứng này muốn cho nó nở nhanh hình như là cũng có cách cho nó nở hay sao, chính là chăm sóc thú cưng cho nó thì phải, là nó sẽ nở nhanh hơn. Nó đang uống sữa bạn ạ. À, bây giờ mình đang chờ nó uống sữa. Ui, uống lâu thế. What the hell, uống gì lâu thế? Uống nhanh hơn sữa được không? Con cái con này nó uống hơi lâu bạn ơi, chắc là bây giờ mình phải ngồi đợi cho nó uống xong mà chúng ta mới tiếp tục được nha bạn. Ok, trong lúc đang ngồi chờ cho cái trứng nó nở á thì tôi lướt lướt một vòng để tôi xem coi nó có gì đặc biệt không để tôi mua á. Thì tôi thấy trong đây là nó có mấy con khủng long đồ kiểu nè bạn. Đó, nguyên con khủng long to đùng luôn, mình có thể trưng ở trước nhà được. À, hoặc là một cái bộ đồ khủng long khá là dễ thương. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rằng tôi nên mua cái món đồ nào đó mà tôi khoe, tôi bảo là do Phong Cận tặng đó để cho Sammy ghen chơi. Thì tôi nghĩ là tôi sẽ mua cái món đồ nó dễ thương xíu. Hồi nãy là mình đã mua xe, mua trần Cinnamon đúng không? Hay là mình mua thêm cái xe Hello Kitty nữa ta? Kiểu mình nói là Phong Cận mua cho bạn nữ tận hai cái xe luôn. À, chắc chắn là bà Sam sẽ ganh tị. Thì đó, giờ tôi đâu có tặng cho Sam cái xe trong mình lấy tôi gây đờ đâu bạn. Tôi chỉ tặng cho bà mấy món quà nhỏ nhỏ à. À, chắc là bà sẽ ganh tị lắm đây. Ok, rồi mua thêm cái xe nữa thôi, từ nãy giờ tốn nhiều tiền lắm rồi bạn ơi. Tốn quá trời tiền luôn rồi đó. Rồi, nhận hai cái xe nè, để tôi ra ngoài tôi test thử xe luôn nha bạn. Trong lúc chờ cái trứng nó ấp thì tôi ra tôi test thử xe đây. Cái trứng nó ấp cũng được như đây nè. Trời, từ nãy giờ mới nhích được có xíu như đây thôi các bạn. Thôi được rồi, đi ra ngoài đi. Tôi sẽ đi đến Plaza để tôi xem coi là cái xe Hello Kitty với cái xe Cinnamon nó đẹp như thế nào nha các bạn. Ui, đang trời tối à. Trời ơi, đây, bấm vô cái ba lô nè. Rồi, chọn vô xe. Xe Hello Kitty. Từ từ, trong đây tối quá à. Từ từ, tôi kiếm. À, đây, đây, để tôi chạy vô trong... để tôi chạy vô trong siêu thị đi cho nó sáng nha các bạn. Chứ ở ngoài đây tối quá. Đây, vô đây cho nó sáng các bạn ơi. Đó. Ơi, tính ra là cái xe này hơi bị dễ thương luôn các bạn. Bây giờ mà tôi mà khoe, tôi bảo là anh Phong Cận á đã gì ta dùng quỷ đen để mua cho tôi cái xe này đó. Bạn Sammy có anh tị hôm. Trời, bảo đảm với bạn luôn. Chứ bả cạo đầu tôi luôn các bạn. Ok, xe này xong rồi nè, bây giờ mình sẽ thử đến cái xe Cinnamon đi. Wow, xe này cũng đẹp không kém luôn nha các bạn nha. Giá tiền thì cũng hơi đắt xíu nhưng mà nói chung là đẹp. Đó, ok, thôi được rồi. Tôi nghĩ là bây giờ tôi chờ cho con chó nó nở ra nữa là tôi đã có đầy đủ combo để tôi có thể join bà Sammy ngày hôm nay rồi các bạn à. Và các bạn hãy xem đến cuối video để xem phản ứng của Sammy như thế nào nha. Còn bây giờ thì tôi chờ cho con chó nó nở nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục nha, ok. Ok, 500 anh em ơi. Tôi nghĩ rằng là cái con cuốn mà từ nãy giờ tôi up chắc là nó cũng đã nở rồi anh em. Để tôi vô tôi kiểm tra thử nha. À, đây rồi, nở rồi. Ui, con màu trắng hả? Ờ thôi, màu trắng cũng được. Ít ra nó không phải là màu đen là được rồi các bạn. Nhìn nó cũng nữ tính, ok. Mình sẽ bấm vô người nó và cho nó ăn thêm đi. Hồi nãy mình quên mất là có phần cho ăn nhanh mà mình quên mất. Bấm vô đây nó cho nó ăn hơi bị nhanh luôn á. Mà quên, trời ơi. Bây giờ thì mình sẽ lấy con chó này ra. Ok, rồi mình sẽ triệu hồi nó ra. Rồi, tôi nghĩ là tôi khỏi đặt tên cho nó đi. Cứ cho nó cái tên như thế này đi. Tên của nó là Samoy 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 Samoyet.
Tôi đọc cái gì vậy trời. Ok thôi kệ đi. Thôi nó đang đòi tắm mấy bạn ơi. Nó hơi dơ quá, đang đòi tắm nè. Từ tôi dẫn nó ra hồ bơi cho nó đi tắm đã. Rồi mấy bạn ơi, vậy là coi như là mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp Sammy để coi phản ứng của Sam như thế nào nhá. Let's go. Rồi ok 500 anh em, bây giờ thì mình đã bắt đầu dịch chuyển đến nhà của Sammy nè. Hy vọng là Sammy sẽ không nhận ra mình. Thật ra nhìn cái tên thôi là nhận ra rồi. Nhưng mà hy vọng Sammy sẽ không nhận ra giọng của mình, mấy bạn hiểu không? Mấy bạn đang nghe giọng của mình là vẫn còn nhận ra phong cận đúng không? Nhưng mà giọng mà Sammy nghe được đó, nó sẽ khác nha bạn. Tại vì mình đã chỉnh một cái phần mềm rồi. Ok. Hy vọng bà sẽ không cạo đầu tôi. Ok. Để tôi xem coi bả đâu ta. Ủa bả vô nhà. À đây, thấy bả rồi, thấy bả rồi. Anh em thấy không? Bả đang ở trong nhà kìa đó, đang trong phòng kìa. Hình như là đang trang trí, quay clip trang trí hay gì đó. Ok ok. Hình như bả thấy tôi. Hello Sammy nha. Hello Sammy nha. Ủa? Mẹ nhìn tên mình mẹ không nhận ra mình là ai hả? Ủa? Pha Hero Phong Cận. Ủa Phong Cận, sao nhìn bữa nay em mặc đồ lạ dưới giờ, sao mặc mà tóc dài măng đầm là sao? Bữa nay muốn làm gái ông nội cái gì vậy? Xin tự giới thiệu với bạn, mình là bạn gái của Phong Cận. Cái gì? Bạn gái Phong Cận? Trời đất ơi, trời ông Phong Cận này bữa nay bị đặt cho anh tôi à, giả bộ hoặc là gì ta, trở thành con gái cho anh tôi đó kìa bạn. Trời cái gì vậy? Từng từng tôi. Ủa bạn nói gì vậy? Mình là bạn gái Phong Cận thiệt mà. Cái gì? Bạn gái Phong Cận nè nè nha, tôi nói với bạn nghe, mà biết tôi là ai không mà bạn nói vậy? Biết tôi là ai không? Ủa bạn là ai? Tôi là Sammy Đào, là bạn gái của Phong Cận được 5 năm rồi. Còn bạn được cái gì? 5 năm á hả? Chứ sao bây giờ? Nè tôi có nhẫn cầu hôn nè, thấy tay tôi có gì không? Nhẫn cầu hôn Play Together gọi là 2K kim cương đó nha. Đứng giỡn đùa thấy gì không? Lắp lánh chưa? Ôi. Thôi được rồi, vậy thì bạn đi theo mình ra đây. Cái gì? Tự nhiên có cái bà nào tự nhiên hát nít Phong Cận rồi nít tàu la mới lao. Trời ơi trời, tôi không tin, không tin. Chừng này chưa đủ bằng chứng là bạn gái của Phong Cận. Chưa đủ luôn hả? Chưa đủ rồi, khoe đến cái khác nè. Đây, bạn thấy gì đây ở trên tay mình không? Đây là chiếc bông bông hình trái tim mà anh Phong Cận đã tặng cho mình đó. Trời đất ơi, tôi thật là không ngờ, không ngờ. Phong Cận ơi, ông bớt diễn được không? Ông diễn võ dễ sợ luôn à. Ông là Phong Cận đúng không? Nói thẳng đi. À vậy tôi là gì? Tôi đâu, tôi là bạn gái Phong Cận thiệt mà. Trời ơi, nãy lật bài tôi nghe từ phờ là gì? Phong Cận chứ gì? Phong Cận không. Nói thật đi, tôi chẳng cơ hội để ông một là ông quay đầu đâu chôn cái gì mà chôn Việt chôn Nam, gì mà chôn chôn Việt Nam gì mà ở đây chôn Việt Nam. Tôi là bạn gái Phong Cận thiệt, hiểu không? Bạn gái thiệt đúng không? Tôi nói bây giờ mà ông không muốn quay xe xin lỗi tôi là tôi xuống. Ông có tin là tôi xuống? Chết mấy bạn ơi, mình tắt mic, mình tắt mic. Bả nhận ra mình rồi, bả nhận ra mình rồi. Trời ơi, chỉnh cái giọng vậy bả cũng nhận ra nữa. Alo. Alo. Cái gì? Bạn nói gì cơ? Bạn nói gì cơ? Bạn không tin hả? Bạn có muốn nghe giọng anh Phong Cận không? Anh Phong Cận đang ở nhà mình nè. Cái gì? Anh Phong Cận ở nhà bạn? Bạn ngon mà nói coi. Anh Phong Cận đang ở nhà của mình đó. Anh Phong Cận mới giờ dẫn mình đi ăn hai di lao nè, ăn thịt nướng cũng bầu ấy, cơm sườn, cơm tấm xà bì trưởng, hiểu không? Nhiều lắm. Trời ơi, kiểu này phải xuống phòng Phong trưởng dùng mấy cái trọng tịnh bây giờ. Ôi, bạn giỏi bạn xuống đi. Bạn giỏi bạn xuống đi, anh Phong đâu có ở nhà đâu, anh Phong ở nhà mình mà. Bây giờ tôi xuống phòng Phong Cận để xem con Phong Cận còn múa không. Dám gọi là gãy tôi hả? Tôi xuống liền luôn nè. Khóa cửa. Xin lỗi. Lần sau còn cho tôi đúng không? Không. Đang quay clip. Trời ơi, còn quay clip cho anh tôi nè. Trời ơi, lao cái lao. Không, tại mấy bạn kêu quay clip giả làm con gái cho anh Sammy đi. Trời ơi, rảnh quá mua, tự mua đồ xong tự khoe, tự hồi là tự nói là mình là bạn gái của Phong Cận. Không nha, tiền không đưa tôi giữ mà lấy tiền mua mấy lần. Xin lỗi. Hứa không cho anh. Sao? Lần sau nếu mà sao cho anh nữa thì bị lấy hết tiền quỷ đen với tiền lương luôn. Trời ơi, mà tiền đâu ra mua mấy này vậy? Quỷ đen. Quỷ đen. Trời ơi. Sao? Muốn gì? Biết tôi là Gojo không? Biết tôi là Zoro không? Hả? Xin lỗi. Thôi anh em ơi, tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ kết thúc video tại đây nhé. Chứ bà Sammy này bà không có vui gì hết mẹ ơi. Cho anh bà quýnh tôi quá à. Bà không có vui vẻ gì hết trơn. Dừng clip tại đây đi em. Thôi tí nữa bà chôn tôi luôn đó. Ok bye bye. Hẹn gặp lại mọi người những video lần sau nha. Thôi mốt không dám cho anh ngu gì nữa đâu. Trời ơi. Hello team.